Theo chủ đề lớn của mục sư Nguyễn Văn Huệ đó là gia đình theo ý Chúa. Và đại mạng lệnh mà chúng ta đã từng học qua ở trong Matthew đoạn 28 câu 19-20. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả ta đã truyền cho các ngươi. Và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Và cũng ở trong công vụ đoạn 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép mà làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Và cũng theo những cái phần, những lời tâm tình của anh Trần Long Ngọc về truyền giáo, thì chắc là chúng ta đồng ý với nhau, truyền giáo là mạng lệnh, là nhiệm mạng trọng yếu của môn đồ. Và bắt đầu từ Jerusalem của mỗi chúng ta, đó là gia đình. Tối nay chúng ta sẽ cùng học về một gia đình có người cha tin kính Chúa. Nhưng mà cuộc đời của người cha tin kính cũng đầy sóng gió, gian truân, khi người quyết lòng giữ vững đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Người đó đã nói một câu, bày tỏ lòng tin kính và trung tín rất đáng cho chúng ta suy nghĩ. Dẫu Chúa có giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Ông Giáp. Dạ, anh chị em biết là ngay là ông Giáp ha. Theo ý nghĩa của Thánh Kinh Thông Lãm đó thì tên Gióp có nghĩa là một người cũ trở lại cùng Chúa. 4, 4, 6, 4. Gióp đoạn 1 câu 1 cho chúng ta biết Gióp là một người ở Uster. Đây là một vùng đất làm con đường thương mại giữa Babylon và Ai Cập. Nếu chúng ta đọc ở trong câu 15 thì chúng ta thấy có nói đến dân Seba. Ở trong câu 17 thì nhắc đến dân Canđê. Điều đó cho chúng ta biết Gióp không phải là người Do Thái, nhưng mà ông nhận biết và kính sợ Đức Chúa Trời. Bối cảnh của sách Gióp thì chúng ta biết ông Gióp sống vào cái thời đại của các tộc trưởng. Sách Gióp mang tên của ông là quyển sách nói về một người ngay lành chịu khổ. Mỗi lần mà nhắc đến tên ông Gióp thì chúng ta nghĩ đến cái sự khổ của ông và cái hoàn cảnh liên hệ đến gia đình ông. Thường là như vậy, phải không? Nhưng mà buổi tối hôm nay thì chúng ta cùng học về gương của ông Gióp ở trong cái đề tài là gương một người cha tin kính. Theo phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa theo dõi ở trong Gióp đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5, thì Kinh Thánh nói đến đời sống của Gióp có 4 điều gương mẫu. Thứ nhất, trọn vẹn và ngay thẳng. Thứ hai, kính sợ Đức Chúa Trời. Thứ ba, lánh khỏi điều ác. Thứ tư, quan tâm đến việc giúp con cái sống trong đường lối Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng phần ha. Thứ nhất, ông Gióp là một người trọn vẹn và ngay thẳng. Vậy thì thế nào là trọn vẹn và ngay thẳng? Nói Gióp trọn vẹn và ngay thẳng không có nghĩa là Gióp không có tội. Nhưng ông là một người trưởng thành về phương diện tâm linh. Đời thuộc linh của ông vững vàng ở trong Chúa. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 1 cho biết, khi Abraham được 99 tuổi, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng ông và phán, ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi ở trước mặt ta, làm một người trọn vẹn. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 6 thì Phao-lô cho biết, ông giảng là giảng cho những người trọn vẹn, còn những người chưa trưởng thành thì ví như con đỏ ở trong đấng Christ. Là một môn đồ của Chúa, là một môn đồ của Hội Thánh truyền giáo trên đường dây. Mỗi chúng ta cần xem lại chúng ta đã là người trưởng thành chưa? Mỗi chúng ta có bao giờ ước ao mình trở thành một người trọn vẹn ở trong mắt Chúa không? Cái chữ ngay thẳng ở sách Gióp cũng được Châm Ngôn nói đến ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 32.
Đây là một đức tính được Đức Chúa Trời yêu quý. Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà, nhưng kết tình bầu bạn cùng người ngay thẳng. Cái chữ ngay thẳng khiến tôi nghĩ đến tấm lòng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy. Ở đời thì người ta thường xem xét nhau bằng cái vẻ bên ngoài, cho nên rất là dễ nhầm lẫn. Ca dao Việt Nam có câu: bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao. Jeremy cũng đề cập đến một cách sống giả dối giống như vậy. Ngoài miệng thì chúc bình an cho kẻ lân cận mình, mà trong lòng thì gài bẫy. Rõ ràng là không có thẳng, không có thật. Xin Chúa cho chúng ta sống chân thật, ngay thẳng. Và chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng chúng ta là con của Đấng chân thật. Ngài là chân thật. Khi tiên tri Samuel được Đức Giê-hô-va sai đi sức dầu cho David làm vua, Samuel đến nhà cha của David là Isai. Cứ hễ mỗi lần một anh trai của David đi qua trước mặt Samuel, thì Samuel cứ tưởng đó là người Chúa chọn. Nhưng mà Chúa Giê-hô-va phán, Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người nhìn bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Chắc chắn ông Gióp đã trọn vẹn và ngay thẳng từ trong tư tưởng, từ trong tấm lòng, ở trong Gióp đoạn 1 câu 8 đó. Cho nên theo cách nhìn đó thì Chúa khẳng định Gióp là một người trọn vẹn và ngay thẳng. Cái điểm thứ hai, ông Gióp là người kính sợ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết rằng kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan. Đây là một điều mà Chúa đẹp lòng. Bởi vì người kính sợ Chúa thì sẽ lắng nghe lời dạy dỗ của Chúa. Kính sợ Chúa thì sẽ vâng lời Chúa, sẽ làm theo ý Chúa. Trước mặt Chúa và Hội Thánh, quý ông là những người cha. Tại vì tối nay chúng ta học về người cha ha. Có người cha là cha ruột, có người thì là cha vợ, cha chồng. Cũng có thể đây là những người vợ, những người mẹ ở trong một gia đình thiếu vắng đàn ông. Vì cái lý do nào đó, cho nên vừa làm mẹ lại cũng vừa làm cha. Tôi cậy ơn Chúa để khích lệ những người mẹ đang giữ vai trò trách nhiệm của người cha. Xin hãy hết lòng nhờ cậy Chúa, nhờ ơn sức của Chúa để tiếp tục lo cho các con của mình. Xin các bậc làm cha mẹ hãy sống tinh kính để cho các con noi theo. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ không bỏ quên quý vị. Nếu con của quý vị hiếu kính với cha mẹ thì người con đó có vâng lời không? Nhất định là vâng lời ha. Chúng ta nhớ Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 14 chép như thế này. Khi Đức Chúa Trời sai thiên sứ đến để báo tin cho Lót biết rằng Ngài sẽ hủy diệt thành Sodom và Gomorrah, Lót nói lại với con và rể của mình. Kinh Thánh ghi gì? Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi, tức là thiếu cái lòng kính trọng và không có vâng theo lời của ông và vợ. Một cái hình ảnh ngược lại ở trong Xuất Ký Giúp Tô Ký đoạn 18 thì chúng ta biết rằng ông gia của Môi-se là Jethro. Khi mà thấy Môi-se cực nhọc với những công việc lãnh đạo dân sự thì ông Jethro đề nghị với Môi-se rằng chia công việc ra đi để cho có người giúp đỡ, và Môi-se vâng lời. Xuất đoạn 18 câu 7 chép như thế này. Môi-se ra đón rước ông gia mình, tức là ông và vợ ha, mọp xuống và hôn người, tức là tỏ cái vẻ kính trọng. Và trong suốt đoạn 18 câu 24 thì chép: Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy. Cho dù con trai hay con gái của quý ông, rể hay là dâu của quý ông như thế nào đi nữa, thì xin Chúa cho chúng ta, các bậc phụ huynh nói chung và những người cha nói riêng, hết lòng kính sợ Chúa, vì Chúa là cha nhân từ của chúng ta. Chúa hứa rằng ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn.
ở trong Thi Thiên 25 câu 12. Hãy là một người cha tin kính. Xin Chúa chúc phước, ban ơn cho các bậc làm cha từ nay cho đến mãi mãi về sau này. Cái điểm thứ ba đó là ông Gióp lánh khỏi điều ác. Châm ngôn đoạn 8 câu 13 chép, sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác. Gióp là một người kính sợ Chúa, cho nên ông không những là ghét điều ác mà còn lánh khỏi điều ác nữa. Ở Tân Ước thì Chúa dạy chúng ta không có chỉ ghét điều ác, mà bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Chúng ta còn nhớ câu chuyện của Joseph ha. Chàng thanh niên Hebrew đẹp trai, trẻ tuổi, được mua về để mà hầu hạ gia đình quan thị vệ Potiphar. Bị bà chủ cám dỗ, Joseph nói gì? Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Cái điểm thứ tư, ông Gióp quan tâm đến gia đình. Bây giờ thì Kinh Thánh giới thiệu về gia đình của ông Gióp như thế này. Ông có tất cả 7 con trai và 3 con gái. 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái, tôi tớ rất nhiều. Nói theo người xưa đó thì Gióp vừa đặng hào của mà cũng vừa đặng hào con nữa ha. Gióp có một gia sản rất là lớn, ông rất giàu. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Kinh Thánh chép ông Gióp rất giàu. Nhưng mà không vì rất giàu mà ông bỏ quên con cái. Ông đã quan tâm dẫn dắt con cái của mình sống trong đường lối của Chúa. Câu thứ tư chép như thế này. 7 người con trai của Gióp luôn phiên nhau đãi tiệc, rồi mời 3 chị em gái của mình đến dự. Xong yến tiệc rồi, Gióp để ý lo cho đời sống tâm linh của các con. Kinh Thánh chép tiếp như thế này. Xảy khi các ngài yến tiệc xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch. Thức dậy sớm, dân của lê thiêu, tùy số chúng nó, vì người nói rằng dễ thường, các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy. Ngày xưa thì của lễ thiêu thường dâng bằng bò nè, chiên nè, dê nè, hay là chim bồ câu. Của lễ phải được toàn thiêu, có nghĩa là dâng hết cho Đức Chúa Trời. Mỗi ngày, hàng ngày đó, thì thầy tế lễ thường xuyên dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Ở trong cửa của lễ thiêu chính là của lễ chuộc tội. Ngày hôm nay làm sao mỗi anh chị em và tôi đem các con của mình lại gần với Chúa. Hãy quan tâm đến đời sống tâm linh của các con. Hãy cầu nguyện cho các con. Hãy tổ chức gia đình lễ bái. Trong thời giờ đó, chúng ta dạy cho các con học Kinh Thánh, dạy cho các con biết cầu nguyện. Hãy nêu gương cho các con noi gương ở trong cách ăn nết ở hàng ngày của chúng ta. Ngày nay thì chúng ta không có dạy con cái mình đem của lễ thiêu là những con sinh đến ở trong đền thánh để mà dâng cho Chúa, để xưng mọi tội ra rồi cầu xin Chúa tha thứ. Sau sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá và sau sự phục sinh của Ngài, chúng ta cần làm theo Thi Thiên 50 câu 14. Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Giê-hô-va. Hay là Hebrew dạy chúng ta, vậy hãy cậy Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Đức Chúa Trời cần và muốn thấy chúng ta làm điều đó. Kinh Thánh chép, Gióp hằng làm như vậy. Hằng có nghĩa là luôn luôn làm, thường xuyên làm, không có thiếu sót. Và như trên đã nói thì chúng ta biết rằng gia đình lễ bái là một cái việc tốt nên làm, nên thường xuyên làm ở trong gia đình. Đây là điều đẹp lòng Chúa và là gương tốt. Đây là một nếp sống đạo đẹp. Chúng ta biết rằng trên thế gian này không có một người cha nào là trọn vẹn, là hoàn toàn. Nhưng mà
Địa vị người cha là địa vị đáng được kính trọng. Chúa ban thẩm quyền cho người cha trong gia đình để dạy dỗ và nêu gương để con cái đi theo đường lối của Chúa. Ông Gióp không phải là một người hoàn toàn, nhưng ông là một người đáng cho chúng ta noi gương. Cái gương sống trọn vẹn và ngay thẳng, gương sống kính sợ Đức Chúa Trời, gương sống lánh khỏi điều ác, gương quan tâm đến việc giúp con cái của mình sống trong đường lối của Chúa. Đây là những gương tốt mà đời sống gia đình tin kính nhất định phải noi theo. Đời sống không phải lúc nào cũng giàu có, thịnh vượng, êm xuôi. Nhưng mà gia đình của mỗi một chúng ta cũng có lúc trải qua những khó khăn, những thử thách, giống như là đời sống gia đình của ông Gióp. Chúng ta cầu xin Chúa giúp đỡ để chúng ta dù trải qua những hoàn cảnh như thế nào, chúng ta cũng không thể lơ là với cái nhiệm vụ chính của người cha, người mẹ là lo cho gia đình. Lo cho gia đình thì trước hết phải lo cho đời sống tâm linh của con cái, giúp cho con cái của chúng ta biết Chúa, thờ Chúa, hầu việc Chúa. Sau bài học buổi tối hôm nay thì tôi cầu xin Chúa cho mỗi anh chị em và tôi dành thời gian quan tâm đến đời sống tâm linh con cái của chúng ta nhiều hơn. Hãy nêu gương, sống một đời sống tin kính Chúa để cho hậu tự của chúng ta noi gương. Cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời vừa giúp để cho chúng ta sống một đời sống tin kính, đẹp lòng Chúa. Chúng ta vâng lời Chúa, làm chứng nhân cho Chúa, bắt đầu tại Jerusalem của mỗi chúng ta, tức là tại gia đình của chúng ta vậy. Amen.